Đây này, kẹo đầu to đây này. Đấy, kẹo này á, ăn vào là đầu cậu sẽ biến thành to khổng lồ luôn ý. Đầu như kiểu đầu hoạt hình ý. Tớ thấy cái con này đầu nó bé tị mà, sao lại là kẹo đầu đầu to được? Đây này, này nó to thân... như cái phần người của nó này này. Rồi, tớ bóc ra xem nào. À, cái nút ở dưới này à? Cất cái này đi. Ôi, có đúng hai chiếc luôn cậu ơi. Đúng rồi, mỗi người một chiếc. Ăn vào là đầu sẽ biến thành to khổng lồ luôn. Đây, kẹo màu đỏ luôn này. Để ở đây đã. Ăn đi, nhưng mà thật là nó to đâu. Cậu cứ phải chờ một lúc, làm gì mà sốt ruột thế. Đấy, đầu cậu nó to lên rồi kia kìa. Cậu ơi. Ôi xong còn lấp lánh cơ. Nhìn trông cứ như là cái đầu hoạt hình ý. Tớ thấy trông nó nặng nặng hơn cậu ạ. Thế à? Nó lắc lư ý. Buồn cười lắm. Gió thổi nó còn không đổ ấy chứ. Ui nhưng mà đầu tớ thế này trông có buồn cười không cậu ơi? Trông buồn cười lắm. Nhìn trông cứ như người ngoài hành tinh ý. Thế bao giờ thì nó trở lại như bình thường? 5 phút nữa là nó sẽ trở lại bình thường cậu ơi. Ui, hay thế à? Nhưng mà đầu to này cảm giác mình trông vui hơn đấy các bạn. Cậu thử ăn cái kẹo đấy vào, tớ xem cái đầu cậu trông nó như thế nào. Bây giờ tớ thử ăn nhá. Xem cái đầu tớ biến lên to trông nó có buồn cười không cậu nhá. Cậu thử ăn đi sao nào. Đấy. Người cậu nhỏ thế kia mà đầu to này trông buồn cười lắm. Cái vị kẹo mút này ngon thật cậu ạ. Ui, Nhím ơi, cậu nhìn đầu tớ đã to chưa? Đầu cậu bây giờ trông nó còn to hơn cả cái người cậu ấy cậu ơi. Mà trông cái mặt của cậu nó cũng bị phình ra trông buồn cười lắm. Không giống như bình thường đâu. Trông nó đáng yêu ấy, chứ con này trông buồn cười như thế nào. Ôi, nhưng mà cái này đúng là nó to thật đấy cậu ơi. Tớ thấy nó cứ nặng nặng kiểu gì ấy cậu ơi. Nó to hơn cả người cậu luôn cơ mà. Quen không quen cậu ạ, vẫn chưa quen. Ui. Đúng là ăn cái kẹo này vào buồn cười thật đấy. Nhìn này các bạn ơi, trông đầu nó to buồn cười chưa. Ai, hình như đầu tớ nó trở về bình thường rồi cậu ơi. Ồ thế là cái kẹo thì nó hết tác dụng rồi đấy. Đúng rồi, nó chỉ có tác dụng được một lúc thôi cậu ạ. Mày buồn cười thật đấy. Lần sau cậu mà kiếm được cái kẹo đầu to như thế, cậu cho tớ thử ăn lại nhá, để tớ có thể trải nghiệm cái cảm giác đầu to khổng lồ lại như cũ cậu ạ. Ui, đầu tớ cũng trở lại bình thường rồi thế này. Nhưng mà công nhận là ăn xong á, nó cứ nâng nâng cái người ấy, thích ơi là thích luôn. Ô, mà cậu có nghe thấy tiếng con gì nó kêu không? Ấy, con gì nó cứ kêu chip 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 ấy nhỉ? Như ở chỗ chân cây này hay sao cậu ạ? Đấy, hình như nó phát ra ở phía trước này này cậu ơi. Tiếng gần đây lắm các cậu ơi. Các cậu nghe thấy tiếng gì không? Ôi chàng ơi. Wow. Nhìn này. Con chim này. Nhưng mà sao lại cứ bay tà tà dưới đất thế này cậu ơi? Đây rồi. Tớ bắt được nó rồi cậu ơi. À, tớ biết rồi. Đúng rồi. Hình như là con chim đại bàng con cậu ơi. Một con chim đại bàng con á? Ồ, lúc này đúng nó cũng kêu rồi đấy. Vừa nghĩ chắc là nó sợ hãi cái gì cậu ạ. Bây giờ tớ đang cầm chặt nó rồi. Thế nên là nó tưởng được bảo vệ rồi. Thế nên là nó không kêu nữa cậu ơi. Đúng rồi, bình thường cái con chim đại bàng nó to lắm, có khi nó còn cắp được cả một con dê cơ mà. Đúng rồi. Đây chắc chắn là con chim con, có khi là cái tổ của nó ở trên ngọn cây kìa. Tổ ở trên ngọn cây á, tôi nghĩ không phải đâu. Chắc có khi là nó đi cùng mẹ đi kiếm ăn ấy, chứ sao chả may là nó bị rơi xuống thế này ấy. Bây giờ chúng mình phải đi tìm mẹ cho con chim này thôi, không tối muộn là cậu ấy không biết đường về đâu. Nhưng bây giờ bọn mình biết đi đâu để tìm chim mẹ à? Nhím ơi, hình như tớ nhìn thấy ở trên trời có một con chim nó đang bay vòng vòng cậu ơi. Tớ đoán đấy là chim mẹ đấy. Hay chúng mình thử chạy ra đấy xem có phải đấy là chim mẹ không, để giải chim con cho chim mẹ đi. Trông cũng có vẻ giống cái con đại bàng này đấy cậu ạ. Mà nó đang bay vòng vòng, hình như đang nhìn ở phía dưới kìa. Hay là chim mẹ đang đi tìm con nhỉ. Bọn mình thử chạy ra đi. Ơ, sao tớ lại không nhìn thấy chim mẹ đâu nữa cậu ơi? Vừa mới ở đây, vừa thấy bay ở trên bầu trời này mà, chạy ra thì lại không thấy đâu nữa. Hay là chim mẹ bay đi đâu rồi nhỉ? Anh cậu ấy bay mãi ở đây, không thấy con của mình kêu, thế là cậu ấy lại di chuyển sang chỗ khác rồi. Nhím ơi. Cái gì đấy? Nhưng mà dưới chân tớ có cái gì này? Màu xanh xanh lá cây này. À, màu xanh lá trời này. Đây là cái gì? Ôi, một cái máy bay bị kẹt. Có trong cái hốc đá này cậu ơi. Máy bay đây á? Đây phải máy bay không? Đâu cậu đưa đây tớ xem nào. À, đây là máy bay chiến đấu cậu ơi. Cái đầu nhọn nhọn này là máy bay chiến đấu bay rất là nhanh đấy. Thế? Đây này, máy bay này còn có cả hai tay này. Có tay với có chân à cậu? Có cả chân này.
Wow, wow. Tân thấy có gà mắt ở bên trên này. Đúng rồi, đây là máy bay robot đấy. Thế là đây là máy bay robot biến hình đúng không? Đúng rồi, robot biến hình có thể đứng thẳng được, trông như là một hình người luôn đây này cậu ơi. À, hay ghê các cậu ơi. Có khi robot này chiến đấu ở trên trời bị thua cuộc thế là bị rơi xuống đây cậu ơi. Hay là vừa nãy cái robot này nó bay nó đâm vào con chim mẹ xong bị rơi xuống đây nhỉ? Thế thì chim mẹ có khả năng là cũng rơi xung quanh ở đây này cậu ơi. Mình đi tìm đi. Chim mẹ ơi, chim mẹ ơi, cậu đang ở đâu rồi? Chúng tớ mang con đến cho cậu đây này. Cậu có nhìn thấy gì không? Chim mẹ ơi, cậu đang ở vị trí nào vậy? Chúng tớ mang chim con đến cho cậu đây. Chim mẹ ơi. Chim mẹ ơi. Ui, cái gì đấy Trang ơi? Sao? Ở đằng sau cậu nó có cái quả gì tròn tròn thế này? Tớ không biết được. Vừa nãy tớ giẫm vào thế nào nó đẩy lên đấy. Đây. Sao lại bẹt rồi? Ấn xuống là nó bẹt cậu ơi. Thế á? Ừ, nhưng sao trông nó bẹt nó như ui. Hình như đây là quả bóng ma thuật đấy cậu ạ. Khi mà nó tự bẹt xong rồi nó lại tự bật được lên cậu ơi. Thế là nó có thể biến thành hình dạng bẹt dí như này đấy. Và hình tròn như quả bóng. Đúng rồi. Ôi, nhưng mà kệ cái quả bóng này đi. Đi tìm chim mẹ tiếp đi cậu ơi. Đi thôi chim con ơi. Ôi, cái gì thế? Sao chim con lại nhảy vào chỗ này cậu ơi? Này, đang bị đau cánh thì không được bay như thế đâu. Ồ, đây có phải chim mẹ không? Không phải cậu ơi. Sao ai mẹ lấp sau bụi cây như thế này nhở? Tớ nhìn thấy có cái mắt cậu ạ. Hello, xin chào. Bạn là ai vậy? Wow. Đây là... Đây là bạn nào đây? Sao lại đi xe máy vào trong bụi rậm này? Ồ, ở phía trước này có cái gì nữa này? Có cái gì màu xanh vậy? Wow. À, một quả trứng khủng long. Đây là trứng khủng long. Còn đây là một con khủng long các cậu ơi. Một con khủng long đang đi một cái xe máy. Đằng sau cái xe máy này còn chở cả cái gì nữa này Nhím ơi. Chả như kiểu là một thùng đồ ấy. Để tớ thử mở ra xem nào. Wow. Hóa ra là chở thức ăn để cho khủng long con ăn các cậu ơi. À, thế là quả trứng. Quả trứng khủng long này sắp nở hả cậu? Đúng rồi. Xong rồi cái con khủng long này chở thức ăn đến. Nó vận chuyển đồ ăn đến để cho cái bạn khủng long ở trong quả trứng này này. Ôi thế thôi, mình đừng làm phiền cái bạn khủng long này nữa. Không bạn ấy nở ra, bạn ấy nhìn thấy bọn mình, bạn ấy tưởng mình là khủng long mẹ. Bạn ấy lại cứ đi theo mình thì mệt lắm. Ờ, đúng rồi, giống như kiểu bạn vịt ý nhỉ. Bạn vịt mà nở ra từ quả trứng mà bạn nhìn thấy ai đầu tiên ý là bạn ấy sẽ nghĩ đấy là mẹ ý. Chim bạn lại kêu rồi cậu ơi. Bạn chim bạn ấy đang bay về phía trước này cậu ơi. Phía trước á? Tớ nhìn thấy rồi, chim mẹ ở phía trước kia kìa cậu ơi, chạy lại đến đi. À, đây rồi, cậu ơi. Chim mẹ đây này. Hóa ra là chim mẹ đứng đây chờ từ từng nãy đến giờ đấy cậu ơi. Chim mẹ ơi, bọn tớ tìm thấy cậu rồi, bây giờ bọn tớ để chim con này đây nhá. Này, hai mẹ con cậu đi về đi nhá, trông con cẩn thận, không là chim con lại bị lạc nữa đây, bọn tớ đi về đây. Đúng rồi, bye bye cậu nha. Về thôi.